Rồi chào anh em nha, hôm nay mình mới mua được một ít cái chất nước phom zin của dòng xe Exciter 135 nha anh em, thương hiệu Mikuni, hàng xuất Indo nha anh em, hàng xuất Indo. Đây. Thì cái lô này có được ít nha anh em, mình mua được ít, giá rất là tốt nha. Thì cái full cái chất nước 135 này phom zin hàng đồ chơi của thương hiệu Mikuni, xuất Indo nha anh em. Đó. Phom zin hàng mới 100% nha, bao không xì cho anh em nha, hàng công ty chuẩn bao không xì. Giá thì một cái này mình bán giá 350 cái thôi nha anh em, 350 cái phí tự lo nha anh em ơi. Đó, giá rẻ bèo, 350.000 cho một cái cán nước ẹt 135. Đó, anh em về gắn như zin nha. Hiện nay là cán nước ẹt 135 phom zin nha anh em, mới 100% nha, hàng full box chính hãng. Đây. Số lượng ít, anh em nào chốt alo mình nha, hàng mua được giá rất là tốt, anh em cần alo mình nha, chỉ có 350.000 một cái thôi, ship anh em tự lo nha anh em ơi. Hàng chính hãng luôn.